đứa đầu tiên, cái đứa mới có tục người cái đầu tiên. Ờ, em nghĩ là để như thế hợp lý đó. Hả? Ừ, để như thế đi. Để dọc này nhớ. Đấy, để như thế đi. Ờ, ok. Để ngang ngang đi thôi. Rồi xong cái này lên rồi, ok đấy. Đấy, đây. Đây, bà con đeo bà ơi.
Cứ để em quay phim em diễn với các chị. Mái phải chứ. Đây chín, cũng chín nè. Vàng vàng này. Nó chỉ hôi thôi. Nó chỉ hơi mùi khói thôi. Ôi thì chưa kịp cháy. Khoan nó chở. Đừng không sao đâu. Dở nhiều nó mới ngon chị ạ. À nhỉ. Đấy nhỉ. Lúc rồi đây. Cả đứa có nướng luôn đi nè. Chăm này. Chị cứ để em diễn tí chị trả đấy. Vào vào trứng choa không ạ? Một hồi nó vào trong kia nó không mê nó lại chửi tứ tung. Càng trở cân ngon. Xin được. Nhờ có ấy không? Ở đây có đồ kẹp lại không? Đồ kẹp để miếng qua lại nhìn em. Quá. Ừ, cái đó nếu mà để theo cái tình trạng mày nướng trước thì đợi đến bao giờ đúng không? Đúng. Mà thôi chỉ còn ngon trời ơi, cái chỗ này nó đang ăn không ơi. Giọt xuống này, bỡ nó đang chảy này. Đấy, bỡ